Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Getting Started của Unit 1, Family Life, đời sống của gia đình. Ở unit này của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, các em sẽ làm quen và khám phá chủ đề Family Life. Ở chủ đề này thì mình sẽ tìm hiểu các kiến thức về cuộc sống gia đình, ví dụ các kiến thức liên quan đến công việc nhà, vai trò của các thành viên trong gia đình hay là các hoạt động thường ngày. Nhưng trước khi đi cụ thể vào phần này thì cô sẽ giới thiệu cho các em về tổng quan các kiến thức mà chúng ta sẽ học trong Unit 1 trước nhé. Đối với Unit 1, ta sẽ đi khám phá phần pronunciation của 3 âm sau. Đối với phần vocabulary, phần từ vựng, ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từ vựng về chủ đề family life, cuộc sống gia đình. Ngữ pháp thì chúng ta sẽ ôn lại hai thì, đó chính là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Các em cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ đề family life luôn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có tình huống hội thoại giúp cho các em phát triển luận điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài học đầu tiên thôi. Các em sẽ cần đọc và nghe một đoạn hội thoại sau đây để sau đó trả lời câu hỏi. Trước khi nghe thì cô cũng lưu ý một số từ mới mà các em sẽ gặp trong bài để giúp ích cho việc đọc hiểu của các em. Trên màn hình của cô có một số những từ mới trong bài ngày hôm nay, các em có thể chủ động ghi vào nhé. Đầu tiên ta sẽ có động từ divide. Đây là chia hay là phân chia một cái gì đó. Chúng ta có thể phân chia gì đây? Ví dụ như là phân chia housework hay là phân chia household chores. Hai từ này đều có nghĩa là công việc nhà. Các em có thể ghi lại nhé. Các công việc nhà mà mình có thể gặp là, ví dụ như là đi mua đồ tạp hóa này, mình sẽ có từ groceries, ở đây đang ở dạng số nhiều, là các cái đồ tạp hóa. Ví dụ như là những cái thực phẩm hoặc những cái đồ dùng linh tinh mà các em mua từ cửa hàng tạp hóa hoặc là các siêu thị chẳng hạn. Thứ hai ta có heavy lifting, đây là cụm danh từ chỉ các cái công việc nặng. Tại vì chúng ta thấy là có ở đây một cái tính từ heavy là nặng này. Lift thì bình thường nó là nâng một cái gì lên, thì heavy lifting nó là một danh từ chỉ các công việc nặng. Tiếp theo ta có laundry, việc giặt giũ này. Washing up, việc rửa bát hay rửa chén. Rubbish là rác thì có thể là công việc vứt rác đúng không các em? Thì trong bài này chúng ta cũng sẽ thấy là những cái công việc nhà này cũng sẽ được phân chia một cách equally, một cách công bằng này, hoặc là fair. Đây là tính từ chỉ cái việc công bằng, còn equally ở đây đang ở dạng là trạng từ. Lát nữa chúng ta sẽ xem là hai từ này nó cùng ứng dụng trong bài nghe như thế nào nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có hai danh từ chỉ hai loại người ở trong nhà. Ví dụ mình có homemaker thì là người nội trợ, thì thường lo cái việc nhà này và nuôi dạy con cái thay vì việc là mình đi ra ngoài kiếm tiền. Thứ hai chúng ta có từ breadwinner, từ này là trụ cột gia đình này, là những người lo việc kiếm tiền và chu cấp cho gia đình. Sau khi đã nắm được các từ mới đấy rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nghe thôi nào các em. Hello, Min. Hi, Nan. How are you? I'm going to play football at our school sports field with a few friends this evening. Are you free to join us? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Really? Doesn't your mum cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister, Lan? Does she help with the housework? Yes, she often helps with the cooking. But she can't help today. She's studying for her exams. I see. I never do the cooking. It's my mother's job. Really? So how do you divide the household chores in your family? Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner. He earns money. And we, the kids, study. Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. What about you and your sister? My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. That sounds fair. Anyway, I have to go now. See you later. Bye. Have fun. Sau khi nghe một lượt thì chúng ta cũng đã nắm được nội dung cơ bản đúng không? Bây giờ cô sẽ đi giải nghĩa cái nội dung của cuộc hội thoại này để các em có thể hiểu rõ hơn nữa nhé. Nam và Minh thì là đang chào nhau này. Bạn Minh thì có nói I'm going to play football at our school sport field with a few friends this evening. Bạn ấy nói rằng là tối nay thì bạn ấy sẽ chơi bóng ở sân thể thao của trường với một vài người bạn đây này. Sau đó thì bạn ấy có hỏi Nam Are you free to join us? Tức là bạn có rảnh để tham gia cùng chúng tôi hay không? Nam có trả lời là I'd love to, tôi rất là thích, nhưng mà But I'm afraid I can't. Nhưng mà tôi sợ là tôi lại không thể đi được rồi. Tại vì lý do tại sao đấy?
I'm preparing dinner. Tôi đang phải chuẩn bị bữa tối. Really? Doesn't your mom cook? Mình có hỏi lại là ơ thế mẹ bạn không nấu ăn à? Nam thì bảo rằng là à có, my mom usually does the cooking. Mẹ tôi thì thường là đảm nhiệm cái việc nấu ăn này. But she's working late today. Nhưng mà mẹ tôi thì hôm nay làm việc muộn. How about your sister Lan? Mình thì có hỏi thêm về cái người chị gái của Nam này. Does she help with the housework? Yes, she often helps with the cooking. Tức là chị của Nam thì cũng rất là hay giúp đỡ với việc nấu ăn. But she can't help today. Nhưng mà hôm nay thì chị không giúp được. She's studying for her exams. Chị ấy thì đang học cho cái bài kiểm tra này. Lúc này thì mình mới hiểu ra, I see. Sau đó bạn ấy cũng thừa nhận rằng là I never do the cooking. Bạn ấy thì không nấu ăn bao giờ. It's my mother's job. Bạn ấy thì thấy đấy là cái công việc của mẹ bạn ấy. Really? So how do you divide the household chores in your family? Nam thì lúc này bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên rồi này. Bạn ấy mới hỏi lại là thế thì không biết là các công việc nhà trong nhà bạn thì được divide. Các em còn nhớ từ này không? Nó là phân chia đúng không? Cái công việc nhà thì sẽ được phân chia như thế nào trong gia đình bạn này? Mình bắt đầu giới thiệu một chút. Mom is the homemaker. Mẹ tôi thì là người nội trợ này. So she does the chores. Thế nên mẹ tôi thì hay làm việc nhà. Còn my dad is the breadwinner. Bố tôi thì là người trụ cột gia đình. He earns money. Bố tôi thì sẽ kiếm tiền này. And we, the kids, study. Còn chúng tôi, trẻ con thì chỉ có việc học thôi. Sau đó thì Nam cũng giới thiệu cái tình huống ở nhà Nam thì khá là khác biệt so với nhà mình. Well, in my family, trong gia đình tôi, we divide the housework equally. Rồi, chỗ này thì bạn ấy bảo là nhà bạn ấy thì phân chia cái công việc nhà một cách rất là công bằng. Ở đây chúng ta có cái trạng từ equally. Nó bổ sung ý nghĩa cho cái từ divide này. Divide something equally, tức là phân chia một cái gì đấy rất là công bằng. Trong đó thì mom usually cooks and shops for groceries. Tức là mẹ tôi thì thường nấu ăn, cũng như là đi mua sắm các cái đồ tạp hóa này. Thế còn dad cleans the house. Bố tôi thì sẽ làm cái công việc dọn dẹp nhà này. And does the heavy lifting, và làm một số cái công việc nặng. Mình cũng có hỏi thêm, what about you and your sister? Bạn và chị bạn thì làm cái gì nhỉ? My sister does the laundry. Chị tôi thì là làm cái công việc giặt giũ này. I do the washing up and put out the rubbish. Tôi thì là dọn dẹp và đổ rác này. We also helped with the cooking when our mom is busy. Chúng tôi thì cũng giúp đỡ với cái việc nấu ăn khi mà mẹ tôi bận. À, mình như vậy thì mới bình luận một câu. Đó chính là, that sounds fair. Nghe rất là công bằng đấy nhỉ? Anyway, I have to go now. See you later. Và như vậy là các bạn ý đã chào tạm biệt nhau. Vậy sau khi đã nắm được nội dung cơ bản của bài đọc, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập để kiểm tra lại nội dung mà các em vừa tìm hiểu, cũng như lưu ý lại một số cấu trúc đáng chú ý nhé. Bài tập đầu tiên là True False. Chúng ta sẽ cùng đọc 3 câu sau và đối chiếu lại với bài đọc nào. Với câu đầu tiên, Nam's mother is cooking now. Mẹ của Nam thì đang nấu ăn. À, câu này có phải không các em? Nam rõ ràng đã trả lời mình rằng thường thì mẹ Nam rất là hay nấu ăn này. My mom usually does the cooking. Nhưng mà hôm nay thì she's working late mà đúng không em? Đấy là việc làm hôm nay thì mẹ Nam đi làm về muộn. Sự tương phản này thì cho thấy đấy là câu này phải là false rồi. Bây giờ thì không phải là mẹ Nam đang nấu ăn mà chính là Nam đúng không em? Câu số 2. Everybody in Nam's family does some of the housework. Mỗi người ở trong nhà Nam thì đều làm một chút cái công việc nhà này. Có phải không các em? À, câu này thì rất là chính xác rồi. Tại vì mình đã thấy là có cái đoạn thông tin là in my family we divide the housework equally. Mà các em, Nam đã bảo là trong cái gia đình của tôi thì cái công việc nhà ấy thì nó sẽ được chia một cách rất là công bằng này. Trong đó thì mỗi người sẽ làm một ít cái công việc nhà nhé các em nhé. Câu này sẽ là true. Câu số 3. The children in Ming's family don't have to do any housework. Câu này có nghĩa là trẻ con ở trong gia đình của Minh á thì không phải làm bất cứ cái công việc nhà nào cả. Câu này thì có đúng không các em? À, chúng ta cũng nhớ có một cái chi tiết đấy là we the kids study, chứng tỏ câu này là true. Trẻ con thì chúng ta chỉ cần lo việc học thôi ở nhà của Minh đấy đúng không các em? Như vậy là chúng ta đã xong được cái bài đầu tiên là bài true false rồi. Ở bài tập thứ 3 thì ta sẽ cần tìm các động từ hay là cụm động từ ở bài đọc vừa rồi để tương ứng với cả là các danh từ ở cột bên phải, tạo nên các cụm từ chính xác và tự nhiên trong tiếng Anh. Ta sẽ có cụm lần lượt là gì đây? Mình thấy câu 1 đã được làm mẫu chúng ta rồi đúng không? Cái rubbish là rác này thì nó sẽ đi với cả là cái phrasal verb là put out. Put out the rubbish, tức là đi vứt rác đấy đúng không các em? Tiếp theo, the laundry là việc giặt giũ. Nó sẽ đi với động từ gì các em?
À, chính xác, đó chính là do the laundry. Như các em thấy là chúng ta cần dùng do và laundry để tạo thành một cụm tự nhiên trong tiếng Anh, thì người ta sẽ không dùng là make the laundry hay là gì đó các em nhé. Câu số 3, groceries là các đồ tạp hóa này, thì mình sẽ có cụm to shop for groceries, tức là đi mua đồ tạp hóa. Câu số 4, ta sẽ có động từ nào đi phù hợp với cả là từ heavy lifting đây? Đó chính là do the heavy lifting. Và câu 5, câu cuối cùng, cũng tương tự, chúng ta sẽ có cụm do the washing up. Như các em thấy là mỗi cái danh từ này nó sẽ ứng với cả là một cái động từ hoặc là cụm động từ tương ứng. Các em phải dùng cho nó chính xác nhé. Còn ở bài cuối cùng thì ta chỉ cần điền dạng từ phù hợp vào chỗ trống thôi. Với câu đầu tiên, I'd love to, but I'm afraid I can't. Tôi rất là thích này, nhưng mà rất là tiếc thì tôi có thể là tôi không đi được. Đặt trong ngữ cảnh của bài nghe vừa rồi thì sẽ là Minh rủ Nam đi chơi bóng đá và Nam từ chối với lý do là phải nấu ăn. Vậy thì động từ ở đây phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả việc Nam đang nấu ăn. Tức là hành động này đang xảy ra ở hiện tại, thế nên là không thể tham gia cùng Nam được. Vì chủ ngữ là ngôi thứ nhất I, thế nên ta sẽ cần điền là I am preparing dinner, tức là tôi đang chuẩn bị bữa tối này. Tiếp đến câu số 2, my mom usually do the cooking, but she worked late today. Ở mệnh đề thứ nhất thì ta thấy trạng từ usually, tức là thường xuyên. Vậy động từ do này sẽ được chia ở thì hiện tại đơn để diễn tả một cái hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại. Vì chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít chính là my mom, thế nên các em cũng để ý là đây chúng ta cần chia ở dạng là does số ít nhá. Ở mệnh đề thứ hai thì ta thấy trạng từ là today là hôm nay, đồng nghĩa với việc hành động này chỉ mang tính chất tạm thời, trái với cái hành động mang tính thường xuyên ở mệnh đề thứ nhất. Thế nên là khi diễn đạt một hành động có tính chất tạm thời như vậy thì động từ sẽ cần được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Vì chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít thế nên là động từ của chúng ta cũng sẽ chia ở dạng là is working. She is working các em nhé. Tức là hôm nay thì mẹ tôi đang phải làm việc rất là trễ này. Khá là đơn giản đúng không các em nào? Vậy là qua bài học đầu tiên, chúng ta đã được nhìn tổng quan về Unit 1, cũng như học được khá là nhiều từ mới về gia đình rồi đúng không? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!